Hello, xin chào tất cả các anh em game thủ. Mình là Hoàng đế nấm mèo chùm huyền thoại vĩ đại đây. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cách để mà chúng ta để dành tiền để mà mua game bản quyền, chứ không chơi game lậu game rác nữa mọi người. Vâng, nói chung là mình đã quyết tâm và giúp đất nước Việt Nam mình đi lên phát triển mà mọi người, nên mình sẽ hướng dẫn tận tình anh em cách để mua. Vâng, và lúc nãy đường truyền mạng nó bị điên, mạng lag quá. Cái mạng của mình là cái mạng FPT, mạng Fast Born Together mọi người. Mạng FPT, mạng cấp quang mà nó còn lag vậy, chắc là cá mập lại cắn rồi. Vâng, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em từ giàu tới nghèo, từ nói chung là tất cả mọi anh em mọi tầng lớp luôn, từ giàu tới nghèo gì đều có thể áp dụng cái phương pháp này để mua game bản quyền hết. Còn nói chung những ai mà đã có cái điều kiện mà đã quá là khá giả rồi, dư giả rồi, thì về tài chính rồi thì sẽ không cần phải coi cái video clip này, tại vì mình chỉ hướng dẫn những anh em nghèo và ở mức tầm trung bình dân thôi, chứ còn những anh em mà đã khá giả, đã có tiền mua game rồi thì không cần xem cái video clip này đâu, bởi vì nó rất là phí thời gian. Vâng, và mình sẽ bắt đầu vào chủ đề chính đây. Rằng có một điều rằng chúng ta thường hay thấy ở trên mạng có rất nhiều cái tựa game rất là hay, rất là hot. Ví dụ như là những game như là Far Cry của Ubisoft là một ví dụ, và còn rất nhiều con game nữa, Assassin's Creed rồi một đống. Nhưng mà cái mình mà nói về game thì nó lại làm mất quá nhiều thời gian cho cái video game này, và cái video clip này. Nên vì vậy nên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà để dành tiền mua game. Và cái cách này á thì chắc chắn là anh em phải tiết kiệm rồi, phải tiết kiệm từng ngày rồi, chứ không thể nào mà mình mua game liền được đâu. Làm gì có chuyện mà tiền trên trời sẵn như vậy. Ví dụ như là con game này đây nè, con game Final Fantasy, mình lấy con game Final Fantasy này là một ví dụ nha mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phương pháp để mà chúng ta để dành tiền từng ngày để mà mua game bản quyền mọi người. Và nói chung là cái đó còn tùy vào cái hầu bao, cái ví tiền của anh em và cái thu nhập của anh em nữa. Mình có thể hướng dẫn cho những anh em dù đã lớn tuổi, hoặc là những em nhỏ còn đang là học sinh đang đi học, và ba mẹ cho tiền ăn sáng ăn vặt mình cũng hướng dẫn được. Vâng, nhưng mà quan trọng là chúng ta nếu muốn mua game bản quyền mà chúng ta không có nhiều tiền á mọi người, thì chúng ta phải tiết kiệm mọi người. Vâng, đó chính là cái mục đích chính của cái video ngày hôm nay. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà chúng ta tiết kiệm tiền bạc để mà có thể mua được một tựa game bản quyền. Anh em cứ lấy cái công thức này áp dụng cho bất cứ con game nào cũng được anh em. Bất cứ công thức và bất cứ cái lĩnh vực nào luôn. Chúng ta muốn mua bất cứ cái đồ vật gì, mua nhà, mua cửa, mua xe, hoặc mua bất cứ thứ gì thì cũng đều như vậy luôn. Thì cái gì cũng đều là phải tiết kiệm thì mới có, hoặc trừ khi những người mà sinh ra mà đã giàu như là những triệu phú là coi như là không cần phải coi cái clip này của mình. Ok, tại vì mấy người đó họ giàu quá rồi. Đây là mình chỉ hướng dẫn cho những anh em tầng lớp cũng nghèo cũng được, mà bình dân khá giả cũng được, mà sao cũng được hết. Còn riêng đối với mình thì cái chuyện mà mình mua những cái game bản quyền như thế này thì bình thường như ăn cơm bữa rồi, tại vì mình có thu nhập thế nào tốt thì mình mua được như vậy thôi. Còn những anh em mà không thì cũng có thể mua được, nhưng mà phải biết để dành tiết kiệm anh em. Vâng, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn đây. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ á là con game Final Fantasy này. Ví dụ nên giá của cái con game này khi mình mua về á, của nó là 600.000 mọi người, 600.000 đồng Việt Nam mình đó. Vâng, thì bây giờ anh em không thể nào mà anh em muốn mua một cái con game đó là lấy hết tiền của mình mua được. Mua như vậy thì nó rất là hao mọi người, nên mình sẽ để ăn từng ngày. Bây giờ anh em có thể, cái công thức là nó như thế này đây, là anh em sẽ ước lượng cái khoảng thời gian bao lâu thì mình cần cái con game đó để chơi, rồi anh em bắt đầu để dành. Bây giờ dễ hiểu là như thế này nha, con game này là 600.000 đúng chưa, và anh em muốn là một tháng sau thì mình sẽ có cái con game này để chơi, thì mỗi ngày anh em á
Ví dụ như là anh em mỗi ngày làm được 100 ngàn đi ha, thì mình bao nhiêu đó thì mình trong cái khoản tiền 100 ngàn đó đó thì mình để ra 20 ngàn để mà chúng ta dành dụm anh em. Cái tờ 20 ngàn mình có đây không ta? Đậu phộng. Cái tờ 20 ngàn rồi. Hết đi. Thôi để lấy tiền lẻ ra đi. Mình không có cái tờ 20 ngàn đây đủ. Xui quá mọi người, mình không có tiền lẻ đây nè chứ. Bây giờ ví dụ như đây là 4 tờ 5 ngàn đây, mình thay cho tờ 20 ngàn nha. Tờ 20 ngàn thì anh em là chắc cũng biết rồi đúng không? Mà tại bây giờ mình không có cái tờ tiền lẻ đây. Đây là mỗi ngày anh em sẽ để dành là đây là 4 tờ 5 ngàn đây, làm coi như là một tờ 20 ngàn đấy nha. Tại vì mình không có tờ 20 ngàn ở đây nên xin lỗi là mình không thể làm ví dụ cho nó cụ thể được. Mà anh em hiểu mà đúng không? Thì mỗi ngày mình để dành 20 ngàn thì 10 ngày có phải là mình để dành được 200 ngàn rồi không anh em? Rồi một tháng là 30 ngày thì có phải là chúng ta đã có được 600 ngàn và chúng ta có được đủ tiền để mà mua con game này không hả anh em? Vâng, đó là về cái vấn đề về để dành và tiết kiệm anh em. Thì chúng ta muốn có bất cứ cái đồ đồ gì thì chúng ta phải cố gắng cố sức cày cuốc để mà có tiền để mà mua nó thôi anh em, chứ làm gì có chuyện ở trên đời này ai cho chúng ta tiền đâu anh em. Trên đời này không có gì miễn phí hết, mình cũng phải đi làm để có tiền để ăn để trả đủ thứ khoản ấy chứ anh em, tiền điện tiền nhà tiền đủ thứ, chứ đâu phải là trên đời này có ai cho chúng ta không tiền đâu mọi người. Trên đời này đâu có gì là miễn phí đâu. Vâng, tức là nếu như anh em đã ước lượng được là một tháng á mà anh em muốn mua cái con game Final Fantasy này với giá 600 ngàn thì mỗi ngày anh em để dành khoảng 20 ngàn là một tháng sau anh em đã có cái đĩa game để chơi rồi. Còn nếu mà anh em á mỗi ngày chỉ có tiền ít hơn thì anh em có thể mỗi ngày để dành 10 ngàn. Đó là tại vì chúng ta yêu game mà đúng không? Chúng ta sẵn sàng hy sinh vì game mà, nên chúng ta phải dùng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để mà chơi game, chứ đừng có bao giờ lên trên mạng mà chơi game lậu game rác, đó là rất là tội lỗi. Vâng. Ví dụ như anh em không có 20 ngàn đi thì anh em mỗi ngày để dành 10 ngàn cũng được. Cứ từng ngày như vậy, anh em phải làm cho đều, ngày nào cũng phải bỏ vô đây được 10 ngàn. Đó. Thì rồi sau đó thì anh em sẽ có game chậm hơn một chút thôi, cỡ 2 tháng. Nhưng mà biết được sao làm sao được anh em, tại vì chúng ta ít tiền thì chúng ta liệu cơm gắp mắm thôi, tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau chứ. Có người này có cơ bắp vạm vỡ, cao to, lớn, khỏe mạnh, có người thì yếu xìu, thì chúng ta cứ lượng sức của mình thôi cho anh em, chứ đừng có ảo tưởng sức mạnh quá chứ. Đó thì chúng ta cứ cứ thực tế như vậy mà chúng ta cứ kiên trì thôi, chứ đừng có đi chơi game lậu game rác ăn cắp nha anh em. Đây là mình đang hướng dẫn cho anh em cách để dành tiền để mua game anh em, thì anh em hiểu không? Nếu mà anh em không hiểu thì có thể comment để mình hướng dẫn lại cũng được, tại vì có thể là mình nói anh em nghe không rõ lắm, nhưng mà mình làm cái video này là tâm huyết của mình mọi người, để mà bài trừ cái tệ nạn game lậu game rác đang hoành hành như vậy ở Việt Nam. Và anh em không biết rằng chúng ta mua game lậu game rác như vậy là sẽ rất là có hại cho nhà sản xuất anh em, và họ sẽ ghét chúng ta và họ sẽ làm ra những cái chính sách rất là hà khắc và làm khó game thủ nữa. Nên anh em đừng tưởng là chỉ có chơi rác như vậy là mọi chuyện đã xong, mà nó còn có cái hậu quả nữa. Trên đời này có cái luật nhân quả, nghĩa là chúng ta gieo cái nhân nào thì về gặt quả đó thôi anh em. Vâng. Còn nếu mà tệ nữa thì là 5.000 nhá. Nhưng mà cái thời gian thì nó cũng vậy thôi, nó cũng sẽ lâu hơn. Nhưng mà bởi vì anh em đã xác định á là một khi đã thích con game nào á thì anh em phải làm cho tới cùng. Phải yêu nó thật sự, bởi vì mình yêu những cái tựa game này, mình yêu nó nên mình đã từng làm cái cách phương pháp này đây, và mình đã để dành dụm được tiền bạc để mua được những sản phẩm này, và mình tự hào về nó hơn là những cái anh em mà chơi game lậu game rác. Còn nếu mà anh em không đủ tiền nữa thì anh em hãy đợi cho tới khi nào mà có những cái đợt game giảm giá với game sale off á thì anh em hẳn để dành tiền dành dụm mua cũng được. Cái đó thì tùy vào cái hoàn cảnh của mình thôi anh em, mỗi người một hoàn cảnh nên phải phải chấp nhận thôi, ai cũng có cái nỗi khổ của riêng mình thôi anh em, hiểu không? Mà anh em cũng đã hiểu chưa? Còn những anh em nào, đó là mình nói về những anh em mà nghèo á,
Còn những các em học sinh mà mỗi ngày chỉ có ít tiền thôi, mỗi ngày 20.000 hoặc mười mấy ngàn tiền ăn sáng á, thì chắc là mấy em đó đi ra ngoài chơi, ngoài quán điện tử, ngoài net rồi, chứ làm gì mà chơi ở trong, đúng không? Thì thôi mình cũng chịu thôi. Cái bài này chỉ có thể hướng dẫn cho anh em về mua game bản quyền là như thế nào, chứ còn những cái đứa mà 20.000 đó thì thôi mấy em đi ra ngoài quán net chơi đi. Nghe có vẻ hơi phụ nhỉ, nhưng mà thật ra là nếu ít tiền mà anh em đã có máy tính ở nhà và cũng có mạng internet luôn, mình cũng có thể hướng dẫn cho anh em những game bản quyền ở trên Steam trên máy tính rất là rẻ. Giá của một số game chỉ có mười mấy 20.000 thôi. Anh em có ít tiền cỡ này đây nè, có 1-2 ngàn á để dành rồi cũng sẽ mua được, sẽ mua được. Bây giờ mình ví dụ đi nha, anh em rất là ít tiền, rất là nghèo đi, nghèo tới cái mức mà tiền không đủ để mua được những cái tựa game mà 600.000 hoặc là 1 triệu này á, anh em có thể mua những cái con game rẻ tiền. Mà thật ra nói là rẻ tiền chứ nó game vẫn vẫn hay, vẫn chất lượng, vẫn là game hay của năm. Nhưng có điều nó đã sell off tới cái mức, nó đã giảm giá tới cái mức mà game thủ của chúng ta thấy nó quá rẻ luôn rồi. Vâng, và nói chung là ở trên Steam lâu lâu cũng có những cái đợt khuyến mại giảm giá, như là mới gần đây có cái đợt gọi là cái gì ta, gọi là cái gì ờ để mình nhớ sao nè, cái đợt gì mới trên Steam đây mà giảm giá nè anh em. Đợt đó là cái đợt ở trên Steam nó sale off, nó giảm giá một đống game, game rất là rẻ. Anh em mua mà như kiểu macaron bị macaron hút máu luôn mà, rất là ghê. Hay mua mà như không phanh luôn. Vâng, mà thôi bây giờ chúng ta quay trở lại nhé. Đó, những cái đợt như vậy đó thì mọi người. À, nhớ rồi, cái đợt đó là đợt Summer Sale. Anh em có thể đợi tới những cái đợt Summer Sale ở trên Steam á, game nó dạ, nó hạ giá rẻ như là cái chợ quần áo ở chợ Đà Lạt anh em, rất là rẻ. Oh shit luôn. Vâng. Và ví như anh em chỉ có mỗi ngày chỉ có 10 ngàn đi, 10 ngàn thôi, 10 ngàn tiền ăn sáng thôi. Anh em chỉ cần để dành cỡ 1 ngàn đồng thôi này. 1 ngàn thôi nhá. 1 ngàn là rất là rẻ rồi đấy. Nhưng mà đừng nói với mình là một số anh em còn không có tiền để mà mua cái con game này nhá anh em. 1 ngàn là rất là rẻ rồi đấy. Và anh em cứ để dành như vậy cho tới 1 tháng, tức là 1.000 nha, mà 10 ngày là có phải anh em có được 10.000 được không? Rồi 1 tháng là anh em có được 30.000. Và khi mà cái con game đó ở trên Steam á, nó mình lấy một cái ví dụ đi, đó là con game Grim Fandango ở trên Steam. Con game đó rất là hay, game giải đố, game rất hay, mà giá ở trên Steam của nó bây giờ chỉ có 30.000 thôi. Anh em chỉ cần mỗi ngày để dành 1.000 như vậy là anh em đã mua được một cái tựa game bản quyền rất giá rất rẻ rồi, rất là rẻ luôn. Vâng, và mình muốn nói với mọi người là đừng bao giờ nói rằng ta nghèo nên ta không có tiền mua game, mà chỉ có ý thức của mỗi con người thôi, cái ý thức nó quyết định tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta không đủ tiền để mua game, mà là chúng ta cái ý thức và cái trách nhiệm của chúng ta quá cũng của chúng ta quá kém nên chúng ta không thể mua được game. Chứ mình nói với mọi người 1.000 này cũng để dành, mỗi ngày cũng mua được game. Chứ mình cũng vậy thôi, mình mua những cái tựa game này giá cũng cả triệu bạc cái này, mà cũng là từ để dành mà ra đó mọi người, chứ không phải là đi ăn trộm ăn cắp gì đâu. Đó, anh em có thể hiểu là như vậy, là chúng ta phải tiết kiệm tiền bạc để mà mua game. Và anh em có thể áp dụng cái phương pháp này cho bất cứ cái lĩnh vực nào cũng được, từ mua bất cứ thứ gì, kể cả là mua như còn mình thì đời của mình khổ lắm, mình mua được cái máy PlayStation 4 nó là một quá trình gian nan luôn. Mình phải không rượu chè cờ bạc, không đi chơi, không bạn bè, không gái gú, không không gì hết á, chỉ có game thôi mọi người. Mọi người hiểu rồi đó, là mình rất khổ tâm vì game rồi đó, mọi người hiểu chưa? Cũng phải hy, người ta nói là muốn có cái gì chúng ta cũng phải hy sinh thôi mọi người, phải hy sinh, phải chấp nhận là mất mát thôi. Mình cũng vậy mà mọi người cũng vậy thôi. Và nói chung là mình không muốn mọi người chơi game lậu game rác, mọi người hiểu. Còn những anh em mà gì ví dụ như là như mình đây nè, mỗi ngày anh em đi làm, những anh em mà ví dụ như công nhân viên thì lớn tuổi rồi đó,
thì muốn mua cái con game này cũng dễ thôi. Ví dụ như anh em một ngày anh em làm được 200-300 ngàn đi, thì anh em có thể để dành một ngày 100 ngàn. Đây 100 ngàn nhá, 100 ngàn anh em để dành là cỡ mười mười mấy ngày là anh em đã có game chơi giống như mình rồi nè. Tại vì cái khoản thu nhập của mình thì cũng cỡ đó nên mình có thể mua được, thì cũng dễ hiểu thôi mà đúng không? Còn tương lai sau này là mình đang phấn đấu cố gắng mua những cái tựa game với giá là khoảng 5 tới 6 triệu một cái đĩa game á mọi người. Và lúc đó thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải để dành khoảng chừng với cái tiền với cái mệnh giá là như thế này đây là 500 ngàn, và chúng ta phải để dành như vậy khoảng 10 ngày hoặc là bao nhiêu ngày đó, thì có phải là chúng ta là đã được là 5 triệu 6 triệu để mua game không mọi người? Đó đó là cái phương pháp mà mình áp dụng. Tức là bây giờ cái phương pháp là cái công thức như thế này, mọi người hãy lấy giấy và lấy viết ra và ghi lại đi, là chúng ta sẽ nhắm tới một con game nào đó, xác định là ta sẽ mua một con game nào đó. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta ước lượng cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ mua con game đó, là ví dụ như một ngày, 2 ngày, 3 ngày, hoặc một tuần, hoặc là mấy 2 tuần, 3 tuần, hoặc một tháng, hoặc bao lâu đó là chúng ta sẽ mua con game đó, và chúng ta sẽ bắt đầu tính toán ra cái khoản tiền mà chúng ta phải để dành trong bao lâu để mà chúng ta mua được con game đó. Đó chính là cái công thức mà mình muốn chia sẻ với anh em, chứ không chúng ta không thể nào mà có được ngay một con game ngon để mà chơi đâu mọi người. Đó là cái phương pháp mà để dành tiền mua game của mình, và nếu ai có cái phương pháp nào hay hơn thì hãy hãy chia sẻ cho mình hoặc là chia sẻ cho mọi người khác để chúng tất cả mọi người cùng biết. Vâng, nhưng mà đây là cái phương pháp của mình mua game đó mọi người, và mọi dòng người có thể áp dụng theo nó, hoặc là nếu có cái cách nào tốt hơn thì hãy hãy áp dụng. Và chúng ta hãy luôn luôn kiên trì bền bỉ mọi người, hãy luôn luôn, và mình rất muốn anh em chơi game game thủ chúng ta hãy hãy chơi game bản quyền, đừng lấy lý do là chơi game lậu game rác anh em. Bởi vì game bây giờ nhiều game nó rẻ quá rồi, có những game nó rẻ hơn cả một bữa cơm luôn, một bữa cơm bình dân Việt Nam, cơm sườn cơm gì không biết 30 40 ngàn gì, hoặc là hai mười mấy 20 ngàn ổ bánh mì á, có những cái game nó còn rẻ bằng nửa vậy thôi, rất là rẻ, rẻ bằng chỉ bằng một viên kẹo, một viên kẹo xin một cái thỏi kẹo xin gom anh em, cũng cũng có luôn, có rất nhiều game. Nên anh em nói chung là anh em thích game gì thì hãy bất cứ game gì luôn cũng hãy mua game bản quyền để ủng hộ nhà sản xuất, chứ đừng bao giờ làm những cái hành động đi crack game rồi đi tải game lậu ở trên mạng, rồi những hành động đó rất là đáng lên án. Và mình mà biết ai mà chơi game rác á, mình sẽ báo công an bắt nó ở tù một gông luôn. Yeah, mình là cảnh sát nấm mèo chùm huyền thoại, à không, mình là hoàng đế nấm mèo chùm huyền thoại. Và nếu anh em nào thấy thấy hay thì hãy áp dụng cái phương pháp này, và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở lại những ở những cái video khác nha anh em. Mình không biết là anh em có thích mình hay không nữa, nhưng mà tại vì mình cũng là một game thủ nên mình chỉ muốn chia sẻ với anh em những cái kinh nghiệm của mình khi để mà mua game thôi anh em. Và mình hy vọng là những gì mình nói ở trong cái video này anh em đều hiểu và có thể áp dụng được, và mình chúc anh em có thể thành công trên cái con đường để mà mua bất cứ tựa game nào mà mình yêu thích, bất cứ tựa game nào luôn, tựa game từ giá rẻ tới giá cao, game nào anh em cũng có thể thực hiện được. Vâng, chúc anh em may mắn và xin chào và hẹn gặp lại. Mình là hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại, bạn của tất cả mọi game thủ. Yes, xin chào và hẹn gặp lại nhé.